đưa xe về xưởng nhá. Chắc là sau ngày mai là mình sẽ đưa làm côn. Hôm nay nó mới vãn việc này, anh em nó mới dọn được đồ xong. Thùng thiết đang chỉ bị đóng đây một cái, thùng nữa này. Đóng lên thùng rồi để làm mọc. Có mấy chiếc này làm mọc với mấy chiếc với xe máy trộn thì bán hết rồi, xong bàn giao hết rồi. Giờ là chiếc này xe bông không biết chạy này. Ông anh chắc chắn 100% là không biết chạy đâu. Thông minh lắm, không nhả thắng tay. Nó bị côn nhớt này là nó máy móc con này thì còn ngon lắm. Hả? Chạy thử á? Máy thì còn êm lắm, nhưng mà chỉ tiếc cái là mỗi tội là nó đã bị côn thôi. Giờ đưa vào xưởng này, giờ bắt đầu đưa vào xưởng làm. Đó, các bác thấy không, côn nhả ra rồi nhưng mà xe vẫn chưa chịu chạy á. Máy thì đạp ga nhảy phát một. Ok thấy không? Cái mặt nạ rơi cái bình. Xin nữa thì rơi cái bình. Qua đây. Đập nạc nó thì vẫn còn đẹp lắm. Bật máy lạnh ấy, bật máy lạnh cái máy nó nịp xuống liền. Đưa vào xưởng làm, chính thức làm côn. Này thợ cho nó nghỉ hết rồi. Hôm bữa chạy rồi, bật máy lạnh mát rượi luôn. Chưa. Gió mát. Cái đấy là Ben. Nó nhát cái đường nhớt kia gì. Máy lạnh nó mát rượi luôn ạ. Vẫn còn lướt đây không? Dè vẫn chạy được ok mà. Cho cái côn nó có hơi vấn đề xíu thôi.
Thôi chào các bác nhé. Hóng ngày làm xong xe.